sáng mùng 3 Tết, sau khi đồng chí chính ủy đọc mệnh lệnh rút quân toàn bộ, thì hai đồng chí bị ông Mười Tâm và ông Bảy Thợ May, thì hai đồng chí có nhiệm vụ là bắn pháo lệnh để cho các nơi thấy được cái pháo sáng đó là rút quân. Thì trực thăng nó phát hiện được, thì nó cho hai chiếc trực thăng cảnh sát giải chiến và bên một bọn biệt kích, nó mới thả thang dây, nó leo xuống đây, nó tung cái cửa ngay cái cửa này, ngay cái phòng này luôn, là chú đang ngồi đây, thì tung vô dí súng chú và ông anh rể chú, bắt anh rể chú dẫn lên lầu bắt hết trên đó. Thì lên lầu chú ở dưới này chú nghe là một phát súng ở trên đó đó, xong mà thấy ngồi đây nhìn ra cửa sổ thì thấy nó khiêng xuống là biết là một đồng chí mình hy sinh rồi. Rồi lúc đó chú còn nghe rõ nó dưới này nó bộ đàm nó báo về ban chỉ huy đã khống chế toàn bộ căn nhà số 7 đường Đỗ, bây giờ xử lý ra sao, nó xin ý kiến của bộ chỉ huy của nó. Thì bộ chỉ huy nó nói là tất cả những người nào trong căn nhà này có giấy tờ tùy thân trong tờ khai gia đình, tức là hộ khẩu bây giờ đó, thì đưa hết về tổng nha, còn người nào mà không có giấy tờ tùy thân bắn chết tại chỗ, không cần phải báo cáo nữa. Nó bảo chú xuống dưới quỳ dưới đó, rồi ai bấm chuông thì chú ra mở cửa đó, mà chú ra mở cửa rồi chú nó, hai thằng cảnh sát giải chiến ấy, hai thằng nó đứng lên hai cái góc tường ở ngoài đâu thấy, thì núp hai góc tường rồi chú mở cửa rồi nó dí súng rồi đóng cửa lại đó, thì bắt. Thì có người ấy, thì chú nháy mắt được, thấy không, chú nháy mắt được thì người ta ngó chú ấy, động tác ấy, thì người ta biết người ta trốn. Có nhiều cái còn có nhiều người đó mà người ta cứ vịn tay cứ mở cánh gà vịn tay được á, đang mở khóa mà có cái lỗ vịn vô đó, thì chú lấy chìa khóa chú cào là người ta giật mình, ta ngó là chú nháy mắt là hồi chú bị đá, mang giày đá chú ầm văng vô cái tường luôn, nín thở luôn mà vậy đó. Đó là cái những cái hồi ức đó, là cái năm đó coi như là tưởng là chết hết rồi, gia đình là tiêu hết rồi, ba mẹ chú bắt, chị chú bắt hết rồi, không còn ai hết. Còn thầy chú nhỏ ở lại ở nhà thì mới biết được hết cái sự kiện tại nhà nó dài.